Chào cô chú, các anh chị và các bạn trở lại với Giải trí miền Tây. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì chúng ta trở lại với cái vườn vú sữa Hoàng Kim để mình bao trái vú sữa Hoàng Kim nha. Bà thường thì bà con thì mình bao trái đó, thì mình là cái trái như thế nào thì mình bao nó vừa. Thì cô chú các anh chị và các bạn ha, giống như cái trái bên này, cái trái như thế này thì nó dễ bị tổn thương rồi, nó hơi hơi to hơn so với cái mức mà mình bao trái nha. Bởi vì có những cái trái như mình thấy nè ha, như cái trái nhỏ như thế này mà mình chưa bao đó, thì nó đã có sẹo rồi nè đó, nó bị côn trùng chích hút, nó đã có sẹo rồi đó ha. Cho nên là cái sẹo nó nè cho nên là nếu mình bao trái á, thì mình nên bao từ cái trái nhỏ hơn cái này cũng được rồi ha. Còn nếu mình để nó như thế này thì nó dễ bị côn trùng chích hút và nó bể dễ bị tổn thương rồi nha. Đó, còn cái bao mình mua, cái bao ở đâu? Thì bao thường á là mình mua ở chỗ cái nơi ta bán cái bên cái dụng cụ nông nghiệp á. Mình mua thường người ta bán những cái sắp bao như thế này ha. Cái trái này á là mình bao nó từ khi cái trái nó cũng còn còn nhỏ nha, cho nên là nó mình thấy cái trái nó không có bị tổn thương và nó rất là tròn đẹp như thế này á, là nhờ là mình bao từ cái lúc nó nhỏ đó cô chú anh chị ha. Đó rồi thì thường tới cái đợt á thì vú sữa Hoàng Kim nó có trái quanh năm. Mình thấy nè ha, trên cái khung hình mình thấy là cái trái này là cái trái to nè, cái trái này là hái được rồi ha, chín rồi đó. Thì mình có cái trái hơi to hơn đó, là cái trái này xong rồi á, là nó có cái trái hơi nhỏ là giống như trái gì, trái này rồi, nó có những cái bông, bông bông trái nhỏ nó ra bông nè ha. Cho nên vú sữa Hoàng Kim thì nó là quanh năm ha các bạn nha, ở quanh năm có trái quanh năm. Và nếu chúng ta trồng cây vú sữa Hoàng Kim mà đúng cái kỹ thuật á, là nó có trái quanh năm và nó ra bông rất là sai như thế này, bông chi chít rất là sai nha các bạn ha. Còn cái để trước khi mình bao á, mình quay cho các bạn xem những cái trái cái nhỏ chút xíu ha, trên cây ha. Trên cây thì trái nhỏ rất là nhiều. Phải leo lên cây để quay nó mới tới. Đây. Có những cái cuống lá nó có hai trái luôn nha các bạn ha. Đây là hai trái. Thì nếu mà hai trái như thế này á, hai trái như thế này á, thì chúng ta có thể là chúng ta tiễn một trái và cũng có thể là chúng ta lấy hết hai trái. Đó là tùy theo mình thấy cái sức của cái cây á. Thì cái cây này thì trái rất là nhiều và bông rất là nhiều, bông trái rất là nhiều đó. Để quay một cái số trái nữa cho mọi người mình xem nha. Đây trái đây.
Thì cái này mình cũng chưa có bao trái, thì bây giờ mình mới tiện bao trái thì quay luôn cho cô chú anh chị và các bạn mình xem trái luôn ha. Xem trái vú sữa hoàng kim đó. Thì ra trái quanh năm nhưng mà có những cái vụ thì nó rất là sai, và có những cái vụ thì nó có trái nhưng mà nó cũng lác đác, cũng không có sai lắm, chứ không phải là trái quanh năm là lúc nào nó cũng sai hoàng cây nha các bạn ha. Bởi vì đôi lúc mình nghĩ là sai hoàng cây hết, quanh năm thì cái đó không có, thì cái loại cây nào nó cũng như vậy, loại cây nào nó cũng như vậy, trái quanh năm nhưng mà nó bốn mùa thì nó những cái mùa không không thuận lợi thì nó không không có ra nhiều. Nè các bạn thấy ha, wow, mình làm rụng nè, khi mà mình bao trễ đó thì giống như cái trái này nó bị bầm dập nè, do cái côn côn trùng nó chích thúc đó các bạn nha. Nó bầm dập như thế này đó, nó làm mất cái thẩm mỹ, mất cái đẹp, và có thể là nó hư hư là do mấy cái nốt này nè, có thể nó hư luôn nha các bạn ha. Mình quằn cái cây thì nó hơi xa, trái thì đó các bạn nhìn thấy nó chi chít rất là nhiều đó ha. Thì mình tham quan một chút xíu về cái trái có nhỏ có lớn để mình nhìn ha. Đó. Như cái cành này ở chỗ này không là đã tập trung bốn trái rồi các bạn ha, trái này đó, trái chính nè, trái này nè, trái chính nè, trái chính này thì trái này tầm 300 gram rồi nha các bạn, 300 gram hơn xíu. Rồi đang trái nữa, rồi lại đang trái nữa, nó tập trung vậy. Rồi lên đây trái đây. Mình không có quay sát được ha, quay hơi xa cho các bạn nhìn ha. Và ngoài kia thì cũng có lác đác, thì giống như mình quay cho các bạn xem đó, là nãy giờ thì nó cũng không dưới chục trái ha. Rồi còn ở dưới này thì mình thấy cũng rất là nhiều kìa, nhưng mà mình ra ngoài đó thì hơi khó để quay cho các bạn xem nha, để mình tiếp tục đi ra ngoài kia, nó cũng hơi xa các bạn nha. Nè các bạn nhìn nè, đó à, đây rất là nhiều các bạn, đây đó. Còn nữa nha các bạn, đây chỉ một cây nhưng mà chúng ta thấy rất là nhiều trái đó các bạn thấy ha. Đây đây nữa nè các bạn, còn nữa nha các bạn, cái nhánh này ha, nhánh này là mình nhìn nè, trái này ha, rồi trái này, nhưng mà các bạn nhìn nè, cái trái này nó bị cái con mò rệp sáp đó các bạn, cho nên nếu có những cái trái gì thì các bạn nên rửa giùm nó,
Nè, các bạn thấy này ha, đẹp sắp. Đây, hai trái trên một cành nữa nha các bạn. Thì cái cây vú sữa hoàng kim này là nó cũng 3 năm ngoài nha các bạn. Nhưng mà cái tần suất của nó có trái liên tục, và cái các bạn thấy nãy giờ là mấy mươi trái ha. Một cái cây như vậy là mấy chục trái. Cho nên là khi nó có trái gì đó là mình nên bón thêm một ít phân cho nó nha các bạn. Rồi, còn cái mình bao trái thì ai cũng có thể cũng đơn giản nha các bạn. Để mình trở lại. Trở lại mình bao một vài trái để cho các bạn nhìn ha. Và cái bao như thế này. Cái bao chúng ta cứ cho nó vào bao như thế này. Ở đây nó có cái đầu rút nha các bạn. Cái miếng để mình rút lại. Mình nắm cái dây ở trên này các bạn. Mình đưa cái này xuống ha. Thì các bạn bao làm sao mà cho cái này nó khít khít vô luôn. Đó. Khít vô vậy nha các bạn. Xong rồi cái dây á, cái dây rút này á, chúng ta quấn nó lại vào cái cành cây nè. Quấn là dài vòng nha các bạn, để cho nó dính vô cái cây. Để nó đỡ cái lực nặng đó các bạn. Ha. Rồi, giống như cái trái như vậy. Chúng ta lấy cái bao mới nó vậy ha. À, cái bao mới nè. Mình sẽ mở cái này ra. Đó, nó có cái miệng gì kìa các bạn. Rồi, chúng ta chùm nó lại. Khi chùm nó lại thì chúng ta rút cái dây này vô. Rút cái dây nào vô. Rút sát vô nha các bạn. Đó, rồi khi mà sát cái mối rồi chúng ta quấn cái này lên để cho nó dính vô cái cành, nó không có bị gió, nó cũng đỡ bị cái lực của cái trái nó nặng nha các bạn ha. Rồi đó. Thì còn rất là nhiều để mình làm cho nó nhanh nhanh tí nha các bạn. Rồi xin bye bye các bạn ha, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Nếu thấy thú vị thì các bạn hãy để lại một cái lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một lượt like, và hãy bấm vào cái chuông nha các bạn để có cái video mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.